thời mình không thuốc, đời chồng mình không có, không có đi xe, không có lái xe. Là hai người độc thân mình á thì là 600 đó, thấy không? À, các bạn thấy không? Được là 666 đồng. Thank you, thank you Trudeau. What you call? This one, what you call? Carbon tax. Oh, carbon tax. Thank you Trudeau. Thank you very much. Thank you very much. À, thì đó các bạn thấy không, mình đã được cái check mới check này đó, là được 666 đô thì chính phủ cho thêm cái tiền là tiền về môi trường á, không về môi trường mà mình không có xe, mình không có đổ xăng đâu, nhưng mà vẫn đem tới cho mình đó, mình khai thuế thì nó tính trong cái tiền thuế đó các bạn. Nó tiền trong cái tiền mà khai thuế thì là đều được refund, đó, được cái refund cái tiền môi trường đó, thì đó cảm ơn thủ tướng Canada. Thì cứ 3 tháng vậy đó là nó gửi vô mình một lần với cái tiền thuế thuế gia dụng á, GST á, thì cái này với tiền GST nữa là thứ 3 tháng này nó gửi cho thằng mình cộng chung lại được 800 thứ 3 tháng rồi. Lúc nào bên đây là vậy các bạn, bên đây với mình đóng thuế môi trường, những người mà ta có xe là chạy xe họ phải đóng thuế trong cái tiền xăng, thì là thứ 3 tháng họ gửi lại trả lại thuế cho mình. Thế lại không? Ở Việt Nam, cho nên ở Việt Nam cứ đóng cứ mọi dân chúng đóng thuế nhưng không ai lấy lại được tiền của nhà nước. Hy vọng Việt Nam mình sẽ được như vậy. Tới đây rồi. Cái này hy vọng là Việt Nam mình sẽ làm gì bên đây, trả tiền thuế cho dân, ai nấy cũng đều được có đó, chứ không phải là phải có công với đảng, là công với nhà nước, công với chiến sĩ và mẹ anh hùng hay là gì hết, không ai nấy cũng đều được hưởng, đó là như vậy, đó là cái họ sẽ gửi về. Thế môi trường đó, mình chạy xe đổ xăng ở trong không đâu biết bao nhiêu tiền đó các bạn, thì mình sẽ lấy lại tiền, lấy tiền cũng minh bạch rồi ha.
Elephant Man. Rồi ở bên đây á, các bạn biết là cái con dấu cấu trúc á của tụi tạo chung phòng ở bên qua đây nè, để đây cũng trước là ông thủ tướng đây, ông như là tiếp cái nó gửi qua hai con cấu trúc để mình tồn tô đầu mấy năm á, đem về cái thành phố này nè khoảng đâu cũng được khoảng 5.5 rồi, nhưng mà mình cấu trúc gì cơ mình thấy nó cũng mặt thường, nó đâu có đẹp luôn, người ta thấy thì cũng mặc nó giữ cái bà đi, nói mình thấy nó hiền hiền chứ không thấy đâu gì nữa, mình cũng chưa đi cho tối đi coi nữa. Phải mua trúc, mua tre từ bên China, đúng không? Đó. Nhưng mà ở đây không đồng ý. Không thích, phải ở bên mua. Trúc ở bên Seattle, bên Mỹ nè, cũng có nè, bên Hawaii cũng có nè. Mình có thể cho nó ăn được. Nhưng mà tụi trúc cộng nó không chịu, nó nói là trúc này phải ăn nè, đồ ăn chính gốc của China. Rồi gấu của người China phải ăn ở China, làm ra thứ sắp được. Cho nên ở đây mình phải từ trả đêm trả về, trời trả về cho tụi China không. Nuôi ở đây mà có ai mà người ta đi coi cũng mấy đứa nhỏ đi coi vậy thôi. Mà bây giờ người ta đang nghĩa là trên cái đà nghĩa là ghét của tụi Trung Cộng á, nên cũng khó lòng mà khó lòng mà bây giờ bên đây là họ nói là phải mua đồ của Canada. Ai thèm mua đồ đó tôi ghét người ta, anh hiếp theo nước yếu ở bên ở Biển Đông nữa, sao tôi ghét thì tôi cộng tình hình chiến tranh thế nào nó xảy ra rồi. Hot. Yeah.